Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đánh giá một dự án phức hợp đa tiện ích tiên phong ở tại thành phố Thái Nguyên dành cho quý vị và các bạn đang quan tâm tới phân khúc bất động sản thương mại ở thành phố giàu tiềm năng này. Dự án mang tên Techco Elite City và tôi là Mạnh Tùng. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục đánh giá dự án được thực hiện bởi bấtđộngsản.com.vn. Tôi đang có mặt tại khu dân cư số 10 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, nơi tọa lạc của dự án Techco Elite City. Vị trí của dự án nằm ở lõi trung tâm phát triển của thành phố Thái Nguyên nhờ khả năng kết nối nội vùng, liên vùng và sự giao cắt của các trục giao thông huyết mạch. Cụ thể, vị trí dự án tọa lạc là cửa ngõ phía Tây vào thành phố Thái Nguyên, vì vậy rất thuận lợi để kết nối với các tiện ích sẵn có lân cận trong khoảng 5 đến 10 phút di chuyển. Dự án cách Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Đán 100m, cách trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên 500m, bệnh viện A 700m, Ủy ban Nhân dân thành phố 3km, cách bến xe thành phố Thái Nguyên 2,4km. Dự án cũng tiếp giáp với đường gom quốc lộ 3, ngay sát lối vào cao tốc Hà Nội Thái Nguyên Bắc Cạn. Vì vậy thuận lợi kết nối với các khu công nghiệp trong tỉnh, 10 phút để di chuyển tới nhà máy Samsung. Dự án là tâm điểm liên kết vùng, chỉ cần 45 phút tới sân bay quốc tế Nội Bài, khoảng 1 giờ 20 phút di chuyển tới Hà Nội, chỉ mất 35 phút để đến Tam Đảo. Với vị trí tiếp giáp 4 mặt đường rộng rãi thông thoáng thì cư dân của Techco Elite City có thể tiếp cận dự án từ nhiều hướng khác nhau. Trong đó mặt tiếp giáp với đường Quang Trung nơi tôi đang đứng đây, như quý vị và các bạn có thể thấy là trục đường lớn rộng rãi, là trục đường huyết mạch của thành phố Thái Nguyên. Đây là lối vào chính của dự án. Ngoài ra có một thông tin đáng chú ý khác về quy hoạch, đó là tuyến đường Bắc Sơn kéo dài, một dự án trọng điểm của Thái Nguyên đang được triển khai, dự kiến sẽ đi vào vận hành vào quý 3 năm 2020. Tuyến đường này sẽ kết nối các khu chức năng quan trọng tại phía Tây thành phố Thái Nguyên với trung tâm của thành phố, các huyện, thành thị trong tỉnh Thái Nguyên và với các tỉnh thành lân cận thông qua đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Như vậy, một lần nữa cho thấy vị trí của Techco Elite City ở phường Thịnh Đán hiện tại chính là trung tâm của thành phố Thái Nguyên mới theo quy hoạch. Dự án Techco Elite City không chỉ sở hữu vị trí trung tâm của thành phố Thái Nguyên mới, mà dự án này nằm ở trong khu vực đã có dân cư hiện hữu, hạ tầng giao thông thì hoàn thiện, nên rất thuận lợi cho việc di chuyển, sinh sống và làm việc. Tọa lạc ở tại vị trí đắt giá như vậy thì Techco Elite City được nhận định sẽ là một trong những biểu tượng mới của thành phố Thái Nguyên. Với chiều cao 32 tầng thì khi hoàn thành, Techco Elite City sẽ là khu phức hợp cao nhất tại thành phố Thái Nguyên. Điều này đồng nghĩa với việc là những cư dân sinh sống ở đây sẽ được sở hữu một cái view vô cùng rộng thoáng và tầm nhìn không hề bị che khuất, hướng thẳng ra phía hồ núi Cốc. Nhờ có vị trí trung tâm, chiều cao vượt trội, chắc chắn đây sẽ là tâm điểm tầm nhìn của các trục đường lớn hướng về thành phố Thái Nguyên, tạo nên một vị thế biểu tượng mới cho thành phố sầm uất này. Về pháp lý, dự án Techco Elite City có pháp lý đầy đủ với giấy phép xây dựng, giấy phép bán hàng, ngân hàng hỗ trợ vay 70%. Ngoài ra, cư dân mua nhà tại dự án sẽ nhận sổ hồng vĩnh viễn. Với những điều kiện vững chắc này, cả nhà đầu tư và người mua đều có thể yên tâm về uy tín của chủ đầu tư khi triển khai dự án. Bên cạnh yếu tố pháp lý thì tiến độ xây dựng luôn được quan tâm hàng đầu. Như quý vị và các bạn có thể quan sát trực tiếp, trong 6 tòa tháp đã có 3 tòa BDE được xây trên 15 tầng, tòa A1, A2 đã xây 9 trên 32 tầng. Lúc này tôi đang có mặt ở tòa tháp D và thời điểm ghi hình hiện tại của chúng tôi là tháng 6 năm 2020. Thì tòa tháp này đã được thi công đến tầng thứ 29. Hiện tại chủ đầu tư đã chuẩn bị đưa dự án đến các nhà đầu tư và những khách hàng mua căn hộ để ở, dự kiến bàn giao vào năm 2021. Ngoài 6 tòa căn hộ, những tiện ích lớn của dự án cũng đang chuẩn bị triển khai hoàn thiện như là bể bơi vô cực, cầu ánh sáng, cây Singapore điểm nhấn, Tech Care, Tech Coffee, Tech Mall, vân vân. Techco Elite City được định vị là khu phức hợp đa tiện ích xu hướng quốc tế đầu tiên tại thành phố Thái Nguyên, mở hướng tiên phong cho phân khúc bất động sản thương mại giàu tiềm năng.